đầu rơi máu chảy. Anh đứng tên kiếm trôn chưa xa khi gươm vũ. Bài ca vinh thắng hòa vang. Để bài ca vang qua đất trời. Vang ngàn đời tiếng dương. Có tình yêu nào trong đại cho bằng chết phi bằng chết. Chúa đâm máu trên đồi cao, từng đoàn người tiến
Thánh Thần. Amen. Vì nhân của Chúa hàng ở cùng Thánh Thưa cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha phố, quý cha, quý tu sĩ chủng sinh, quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày kết thúc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo phận chúng ta họp nhau nơi đây tại đền thánh Lê Bảo Tịnh để dâng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta muôn ơn lành trong năm thánh vừa qua. Chúng ta tri ân thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta đã cầu mầu cho chúng ta và đã để lại cho chúng ta biết bao gương sáng trong đời sống đức tin. Chúng ta cùng dâng lên Chúa nhờ lời cầu mầu của các thánh tử đạo tiếp tục đổ muôn ơn lành trên quê hương đất nước chúng ta, trên giáo hội Việt Nam chúng ta, trên mảnh đất Thanh Hóa thân yêu này của chúng ta và trên mỗi người chúng ta. Xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu cầu cùng Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta để chúng ta luôn nhìn nhận Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp của mình, để chúng ta luôn cậy dựa vào Ngài. Hôm nay chúng ta cũng được lãnh ơn lành lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta qua hội thánh trong ngày kết thúc năm thánh là ơn toàn sáng. Để xứng đáng tham dự thánh lễ này, xứng đáng đón nhận muôn ơn lành Chúa ban, nhất là ơn toàn sáng trong thánh lễ này, chúng ta cần có một lòng sám hối chân thành, một quyết tâm chừa bỏ tội lỗi. Vì thế, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thương tha thứ. Tôi thú nhận lòng biết luôn luôn sám hối và cải đổi đời sống, được yên vững làm các việc lành, và khi đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em thì xin người dân đưa anh chị em vào cõi trường sinh. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tầng trời. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết viên dân mang sông, để hạt giống đức tin cho sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyên cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và chúc yên mai đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chính sách khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết chóc làm gì được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dù các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như lễ của toàn kiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Chúng tôi.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Ta đang sống trong ngày cuối cùng của năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong 117 vị tử đạo lên hàng hiển thánh. Theo tài liệu lịch sử về giáo hội Việt Nam, thì trong suốt 261 năm bị bách hại, người Công giáo Việt Nam đã phải trải qua biết bao nhiêu gian nan thử thách, nào là bắt bớ, giam cầm, nào là tra tấn, thảm sát, phân xác, với 6 triều vua cùng 53 sắc dụ cấm đạo đã cướp đi mạng sống trên 130.000 người Công giáo. Họ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ niềm tin của mình. Nếu cứ theo cách nghĩ của người đời, đây là thời kỳ tang thương nhất của giáo hội Việt Nam. Nhưng thật lạ lùng, các bài đọc trong thánh lễ mừng các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, phục vụ mừng các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay lại chỉ nói lên điều vui. Đặc biệt trong lời đáp ca thánh linh mà chúng ta vừa ca, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Vậy tại sao giáo hội cử hành thánh lễ này một cách vui mừng như thế? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải tìm hiểu lý do các ngài phải trị án tử hình. Phải chăng vì đạo Công giáo theo thực dân pháp? Không. Đọc lại lịch sử, đạo Công giáo được rao giảng ở Việt Nam trước khi thực dân pháp đến Việt Nam khoảng 324 năm, hơn 3 thế kỷ. Phải chăng các tử đạo Việt Nam đã chống lại vua quan và quê hương? Không, các ngài nói riêng và các tín hữu Việt Nam nói chung đã coi nhà cầm quyền như một người cha, mọi người là con trong đại gia đình dân tộc. Chẳng hạn, cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tử đạo ngày 5 tháng 9 năm 1838, đã đối đáp với quan tòa như sau: Tôi kính Thiên Chúa như Thượng Phụ, kính Vua như Trung Phụ, kính Song Thân như Hạ Phụ. Không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến Thượng Phụ là Thiên Chúa được. Phải chăng các thánh tử đạo Việt Nam sống bất lòng gây hận thù với lương dân sống chung quanh? Hoàn toàn không phải vậy. Tương quan giữa lương dân và người Công giáo thời đó
là một tương quan hài hòa đầy tình yêu thương. Xin đan cử một vài ví dụ. Ví dụ trong vụ án cha thánh Gioan Đạo, Đức Cai Ngục nói với cha thánh: "Tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm. Ngặt vì cụ sắp bị án tử hình rồi, tôi xin hứa biếu cụ một cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ." Hoặc trường hợp cha thánh Luca Vũ Bá Loan, trước khi chặt đầu, Viên Lý Hình đã nói với cha thánh như sau: "Vì vua truyền cháu phải làm, xin cụ xá lỗi cho, cháu sẽ cố giúp cụ chết êm ái. Khi về trời, cụ nhớ đến cháu nhé." Vậy tại sao các ngài phải chịu chết? Thưa, chỉ vì các ngài tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, là đấng cứu độ nhân loại, đấng đã tự hiến mình qua việc vâng lời Chúa Cha và yêu thương con người, đấng đã tự nguyện làm người, chia sẻ kiếp người mong manh đầy giới hạn và chia sẻ cả cái chết của con người để sống lại và làm cho mọi người được sống lại với Ngài, được hạnh phúc mãi mãi. Như thế đến đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi mà chúng ta đặt ra từ đầu: tại sao giáo hội người hành lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam một cách vui mừng như thế? Sau đây là những lý do chính. Một, chính các thánh tử đạo Việt Nam cảm thấy vui mừng vì được chịu khổ, chịu chết vì Chúa. Giáo hội người hành thánh lễ này với niềm vui là để chia sẻ niềm vui với các ngài. Như trong bài đọc thứ nhất, xin lỗi, bài đọc thứ hai đó, nếu như thời giáo hội sơ khai, sách Tông đồ Công vụ kể lại, mặc dù bị đánh đập hành hạ, nhưng khi các tông đồ đã khỏi hội đường của người Do Thái thì lòng đầy hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Kitô. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã cảm thấy hãnh diện vì điều chịu khổ nhục vì đạo Chúa. Không như thế, các ngài còn đón nhận những hình khổ cũng như cái chết một cách vui mừng mà không một chút nao núng, như trường hợp thánh Andre Trần An Dũng lại. Ngài đáp lời quan cha hỏi ngài: "Đông qua tiết lạc thời xuân tới, khổ tạ mai sau hưởng phúc an, là kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn." Hoặc như thánh Gioan Baptista Trần Ngọc Cõn, tử đạo ngày 8 tháng 11 năm 1835, khi ra pháp trường, ngài thấy anh em sụt sùi nước mắt, ngài đã nói: "Sao anh lại khóc? Lẽ ra phải mừng cho tôi chứ." Lý do thứ hai, giáo hội vui mừng vì có nhiều thành viên trong giáo hội đã đạt được cùng đích của đời người là được sống hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu nói: "Ai liều mạng sống vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy", như trong bài thi mừng chúng ta vừa nghe. Hay ở một nơi khác, Chúa nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta sẽ không chết muôn đời." Thánh Phaolô cũng đã nói: "Nếu ta cùng chết với Chúa Kitô sẽ được cùng sống lại với Người." Thánh tử đạo ở Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, nhất định không bước qua thập giá thì chắc chắn các ngài cũng đã được sống muôn đời. Lý do thứ ba, người Công giáo Việt Nam vui mừng vì mình đã lựa chọn đúng khi tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng vì chúng ta lựa chọn đúng theo đạo Công giáo và tin vào Chúa Giêsu. Sống lựa chọn này chắc chắn không uổng công. Vì sao vậy? Các thánh tử đạo đã dùng chính mạng sống mình để chứng minh điều đó. Chúa là đấng cứu độ đích thật. Lý do thứ tư, giáo hội vui mừng vì các thánh tử đạo đã thắp sáng niềm hy vọng được sống lại và sống mãi mãi. Chúng ta hãy nghe lại một vài lời phát biểu của các thánh tử đạo trước khi chịu án chặt đầu. Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm,
tử đạo ngày 13 tháng Giêng năm 1859, hai cha con cùng tử đạo một ngày. Khi ra pháp trường, Ngài nói: cha con chúng tôi hôm nay vào nước thiên đàng đây, chào mọi người, vui lắm. Hoặc Thánh Lê Bảo Tịnh, và chúng ta đang hiện diện ở đền Thánh Kính Ngài, nơi Ngài sinh ra quê hương của Ngài, Ngài đã nói như thế này: thân xác tôi đây, các ông muốn làm gì thì làm, tôi sẵn sàng không oán thán. Nó chết đi, nhưng mai ngày sẽ sống lại vinh quang. Với niềm vui này, giáo hội dâng lời tạ ơn Chúa, khuyến khích con cái mình là chúng ta tiếp nối bước chân của cha ông mình, sống đức tin và làm chứng qua đời sống thường ngày, để chính mình được hạnh phúc và dẫn nhiều người đến với bờ hạnh phúc. Vậy chúng ta phải sống đức tin của mình như thế nào trong thế giới hôm nay? Giáo hội đề ra hai đường hướng, hai cách sống để chúng ta có thể sống trong đời khi tô hữu của mình tại quê hương Việt Nam này. Định hướng hay hướng dẫn thứ nhất là của Hội đồng Giáo hội Việt Nam trong thư chung công bố năm Thánh Tôn Vinh các Thánh Tử Đạo năm 2018 vừa qua. Các ngài hướng dẫn chúng ta như sau: với các gia đình công giáo, hãy từ bỏ những ham muốn bất chính, tính toán ích kỷ, để làm chứng rằng tin mừng về hôn nhân công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Trong một gia đình mà người chồng biết quên mình để chỉ nghĩ đến vợ và các con, người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em, gia đình đó là thiên đàng. Với các tu sĩ nam nữ và đồng giáo mục Việt Nam nói: hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo lời khuyên phúc âm, làm chứng cho nước trời là giá trị tuyệt đối và là kho tàng vô giá. Với các linh mục, Hội đồng Giáo mục Việt Nam kêu gọi: hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức linh mục, tận tụy khi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và tận trọng, làm chứng cho Chúa Kitô là một tử nhân lành, hiến mạng sống cho đoàn chiên. Và hướng dẫn thứ hai là của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong bài giảng lễ phong hiển thánh trong 117 vị tử đạo Việt Nam năm 1988, 30 năm về trước. Ngài nói như sau: với anh chị em các Kitô hữu Việt Nam, máu các tử đạo là suối nguồn ân sủng để thăng tiến trong đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta vẫn tiếp tục thông truyền đến các thế hệ mới. Đức tin này vẫn là nền tảng của sự kiên trì, nơi tất cả những ai coi mình thực sự là người Việt Nam, trung thành với quê hương, đồng thời mong muốn tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô. Tất cả các Kitô hữu đều biết rằng tin mừng kêu gọi phải tuân phục các thể chế loài người vì tình yêu đối với Thiên Chúa, làm điều thiện, cư xử như những người tự do, tôn trọng mọi người, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng nhà cầm quyền và các tổ chức công cộng. Do đó, việc tìm kiếm công ích của đất nước là một bổn phận chân thành đối với người công dân là Kitô hữu, trong sự tự do loan báo chân lý của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với các mục tử và anh em trong đức tin, trong ước mong được sống hòa bình với mọi người khác để thành tâm xây dựng phúc lợi cho mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục hướng về các thánh tử đạo của chúng ta để xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta như đã làm trong suốt năm thánh qua. Chúng ta hãy cố gắng sống theo định hướng của Hội đồng Giáo mục Việt Nam và của Thánh Giáo hoàng Phaolô đệ nhị, để sau này
đến lượt con cháu chúng ta, nhìn vào đời sống chúng ta, chúng có thể hãnh diện và xác tín rằng tin vào Đức Giêsu Kitô là đúng. Đó là niềm tin đúng đắn. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật. Chứng cho đức tin, nhờ các ngài mà giáo hội Việt Nam luôn vững vững, dẫu trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, mỗi người chúng ta đều được mời gọi trở nên những chứng nhân cho Đức Kitô qua đời sống yêu thương phục vụ. Với tâm tình biết ơn các bậc tiền nhân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hội thánh có sứ mệnh làm chứng cho Chúa ở trần gian này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong hội thánh lòng dũng cảm để sống cho Chúa và làm chứng cho Chúa trong việc giữ gìn và bảo vệ cùng phát huy chân lý đức tin của Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong cuộc đời, có nhiều người chỉ mang danh Kitô nhưng lại sống phản Kitô. Họ sợ hãi, thỏa hiệp để được sống an nhàn. Họ quên mình là Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ, để họ biết trở về với Chúa và sống xứng đáng với ơn mình lãnh nhận trong ngày chịu khép cửa tội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thời đại này, một hiện tượng cũng khá phổ biến đang lưu hành trong xã hội và nó chi phối sự lựa chọn của rất nhiều người, làm cho chúng ta đáng quan ngại. Đó là sự dửng dưng, vô cảm trước nỗi đói khổ, hoạn nạn của anh chị em. Xin cho có nhiều người dám dấn thân sống chứng nhân cho Chúa bằng cách hy sinh để phục vụ người nghèo, người đau khổ, để thắp lên những ngọn nến xua tan màn đêm tăm tối của sự dửng dưng vô cảm này. Chúng ta
dâng lời cầu nguyện. Công giáo là đạo yêu thương, yêu con người và yêu dân tộc. Xin cho các Kitô hữu biết noi gương các thánh tử đạo, biết quên mình vì Chúa để sống đời chứng nhân giữa lòng dân tộc, sẵn sàng đóng góp và xây dựng tổ quốc này ngày càng tốt đẹp hơn, nhân bản hơn, yêu thương liên đới cảm thông với nhau hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, Chúa đã hy sinh mạng sống vì lòng yêu mến Chúa Cha và yêu thương loài người chúng con. Xin hãy dạy chúng con biết đáp đền tình yêu lớn lao ấy bằng chính cuộc sống chứng tá của chúng con. Xin cho chúng con giữ được vị mặn của muối và độ nồng của men, để đem đến cho cuộc đời này một sức sống mới. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen.
anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với thầy ta để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu ý cho chúng ta cùng làm lễ hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con. Xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dân đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mong giòn yêu đuôi đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao ca và không ngừng tung hô rằng Chúa
chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi dốc phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong nước bên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse do phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thành ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Thank you.
ta dừng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tư đau tai Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng vượt bao thử thách của cuộc đời để mai sau cùng với các ngài trung hương phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bảy đức cha ngồi, quý cha an toàn. Bảy chị em ngồi. Trọng kính đức cha, kính thưa cha nguyên tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, kính thưa quý cha hạt, quý cha, quý thầy phó tế, kính thưa quý sơ, quý chủng sinh ứng sinh cùng toàn thể anh chị em. Giáo hội Việt Nam không chỉ có 117 vị thiền thánh và một chân phước ăn lê Phú Yên, mà còn có biết bao nhiêu vị anh hùng tử đạo khác chưa được giáo hội tuyên phong hiển thánh. Hôm nay cùng với cả giáo hội Việt Nam, giáo phận Thanh Hóa chúng ta gồm đủ mọi thành phần dân Chúa tề tựu về trung tâm hành hương các thánh tử đạo Thanh Hóa này để bế mạc năm thánh tử đạo. Trong suốt những năm ngày tháng qua, mọi người trong giáo phận Thanh Hóa chúng ta đã lãnh nhận biết bao nhiêu ơn lành của Chúa qua sự bầu cử của các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, trước hết chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta cũng hãy cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì Ngài đã đặc biệt yêu ái ban phép lành toàn xá cho giáo hội Việt Nam nói chung và cách riêng cho mỗi người chúng ta. Trong tư cách là tổng đại diện, con xin thay lời cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn Đức Cha Giuse đã về đây chủ sự thánh lễ bế mạc năm thánh, kéo ơn Chúa xuống cho mỗi người chúng con. Giáo phận Thanh Hóa cũng xin chân thành cảm ơn quý cha hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể bà con giáo dân đã về đây cùng với Đức Cha dâng thánh lễ bế mạc năm thánh, cầu nguyện cho giáo phận Thanh Hóa thân yêu. Giáo phận Thanh Hóa chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo hạt Ngọc Đỉnh thay mặt giáo phận tổ chức thánh lễ bế mạc năm thánh. Cách đặc biệt, giáo phận xin cảm ơn cha hạt trưởng giáo hạt Ngọc Đỉnh cùng quý cha, quý thầy, quý sơ và mọi người trong giáo hạt đã tổ chức thánh lễ hôm nay thật trang nghiêm sốt sắng. Giáo phận cũng không quên cảm ơn cha quản sứ Trinh Hà, cũng là cha quản đốc đền thánh Lê Bảo Tịnh, trung tâm hành hương các thánh tử đạo Thanh Hóa, cùng toàn thể bà con giáo dân Trinh Hà đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo phận tổ chức thánh lễ bế mạc năm thánh hôm nay. Cuối cùng, giáo phận xin chân thành cảm ơn các hội đoàn, ca đoàn, đội kèn, đội trống, ban âm thanh ánh sáng, ban phụng vụ và các ban ngành đoàn thể đã hết mình phục vụ, làm cho thánh lễ hôm nay được trang nghiêm sốt sắng. Cuối cùng, nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức Cha, quý cha hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng toàn thể quý bà anh chị em và chúng con có bó hoa tươi thắm xin kính dâng lên Đức Cha. Trước khi ban phép lành, và sau đó chúng ta đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh ơn toàn xá. Tôi xin nói một điều thôi. Đường hẹp lắm, và đường ngoài kia thì nhiều xe lắm. Và nếu lỡ ai bị tai nạn thì ngày hôm nay niềm vui nó giảm đi.
Vậy tôi nài nỉ xin quý ông bà anh chị em đi từ từ thôi, nhường nhau ra khỏi đây và ra đường lộ, cứ cố gắng giữ luật giao thông, đi rất từ từ, để giờ đến tối không nghe một bất chắc nào, một tai nạn nào xảy ra, thì tối hôm nay chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa, các thánh tử đạo Việt Nam xuất sắc, ước mong mọi người sẽ ra về bình an trong sự gìn giữ của Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse, nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng mở đường khoan hồng giáng phúc cho anh chị em, ban cho anh chị em ơn khôn ngoan hiểu biết, để nhờ đó anh chị em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Amen. Xin Thiên Chúa lấy lời hằng sông nuôi dưỡng đức tin của anh chị em và giúp anh chị em kiên trì làm việc lành phúc đức. Amen. Xin Thiên Chúa dẫn lối cho anh chị em đến cùng người và chỉ đường cho anh chị em sông hòa thuận yêu thương. Amen. Nhờ lời cầu vồng của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Dạng danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu, dù đòn roi xiềng xích không cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành được theo chân Chúa lên đồi cao. Chôn gian chân chúng con thành tâm khấn cầu, chọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi, nguyện đời con mất thi
thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men muối nơi trần gian.